Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chiếc máy lọc không khí Boneco P340 này nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải cắm điện vào đã. Tiếp theo chúng ta sẽ bật máy thông qua nút bật công tắc. Chúng ta sẽ nhìn chất lượng không khí ở xung quanh mình thông qua cái nút có chữ E ở đây. Nếu như đèn báo màu đỏ tức nghĩa là chất lượng không khí của gia đình chúng ta đang kém, màu vàng da cam thì chất lượng là chúng ta đang có nguy cơ ô nhiễm. Còn nếu mà đèn báo xanh thì lúc đấy là không khí của chúng ta xung quanh nhà chúng ta đang sạch. Ở ngay bên cạnh thôi thì là nút quạt. Ở đây thì có đầy đủ các chế độ từ mức thấp đến mức cao. Nhưng tôi khuyên các bạn là khi mà chúng ta mới đi vào phòng ý, thì chúng ta nên để quạt ở chế độ cao nhất. Chúng ta sẽ kết hợp cùng với nút ion để máy tạo ra ion âm giúp cho không khí sạch một cách nhanh nhất. Có 4 chế độ hẹn giờ là hẹn 1 giờ này, 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Và vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng chiếc máy lọc không khí Boneco P340 một cách rất là dễ dàng phải không nào. Tuy nhiên các bạn lưu ý là khi nào mà đèn filter ở trên nút bật tắt nguồn báo màu đỏ thì các bạn hiểu rằng là chiếc máy này đã đến lúc phải thay màng lọc. Và khi các bạn thay màng lọc xong thì các bạn lắp vào máy, ấn nút bật tắt nguồn trong vòng 5 giây để máy reset. Và vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong quá trình sử dụng chiếc máy lọc không khí Boneco P340. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy ấn theo dõi kênh Boneco Việt Nam để đón xem những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.